Nay cũng có một cái duyên lành nên con cũng quay lại trở lại với ngôi nhà của ông cùng với người con của ông. Dù ông đã lớn tuổi rồi nhưng người con gái của ông cũng không có chồng, không có con, ở vậy để nuôi cha già đó, rất là thương ạ. Con xin được chào ông. Hôm nay con quay trở lại với ông vui không? Vui hả? Con cũng xin được chào cô nha cô. Bây giờ nè con hỏi ông nè, ông tên gì? Bẩn Thăng Lẩm bẩn Nay ông nhiêu tuổi rồi? chín chục rồi 92 rồi cũng ông gần quên ông không nhớ không nhớ. Rồi con hỏi cô tên gì? Thằng gái Nay nhiêu tuổi rồi cô á? tính là 1 tuổi Tết là 51 tuổi hả? Thêm 1 tuổi nữa cô he. Người cha già. Hôm nay ông có khỏe không? Khỏe hả? Chúng cha chúng chim. Hồi lúc còn con gái cô có quen ai không? Không quen đâu hả? Ở dạy với ba. Cô rất là hiền ạ. Cô đâu giữ dài À. Bây giờ con hỏi cô nè, người ta có gia đình, người ta có chồng, có con, người ta có con cái gì đó. Còn cô không có con, cô có suy nghĩ gì không? người ta có con thấy nghĩ mình không có giờ nghĩ gia đình hơn cha già thôi chứ không gì hết Chỉ suy nghĩ cha già thôi hả? chứ không biết nghĩ Không có con rồi có buồn không? buồn cũng phải chịu chứ Buồn cũng phải chịu hả? số này là Mỗi buổi tối ông có ngủ được không? muốn gì để thằng mình giải tao năm triệu cái này thôi ngủ được không cái lúc cũng được tao cũng được lúc được tao ngăn ngủ được Cái chân ông có làm sao không? Con thấy nó quéo lại hả? có tạc Có tật hả? Bây giờ ông đi đi, ông đi thử ha. Ông đi miếng từ bên giường ông đi không đâu qua. đi à Vậy hả? Ông đi được không cô? yếu yếu nhớ hả không Yếu đi hả? Đâu cô con gái dắt ba đi đi. đâu có dắt nổi đâu Không dắt nổi hả? Dắt một miếng thôi, dắt lại cái cây này nè, dắt lại cái cây chỗ đây nè. từ từ không đi Chị hả? Từ ba đi hả? Chứ cô con gái dắt ba không được hả? Không chịu đâu hả? Đó, cái chân ông có tật, để con quay nha. Con quay khi ông đi nè, rất là thương người cha già. dành nó chứ để em Dạ, dịnh vô dách hả? cho nên nó yếu dọn Dạ. Cái chân ông bị có tật cả. Rồi. ông đừng đưa được rồi cho đi nữa cho Rồi, ông ơi, ông quay lại đi nha. Dạ, chứ thương còn riêng quá. gì nữa không bị Ông phải dịnh vô. Chứ cô không có dắt ba đâu hả? Sao không dắt ba? thì ông yếu quá mình Yếu không quá rồi phải hả? Không có đỡ hả? kiềm quá là ông mạnh Dạ. yếu mạnh quá kiềm không được Dạ. ông yếu quá thế mình là nhỏ con nữa Hôm nay cô nấu món gì cho ba có ăn? thật chứ không thích rồi con Rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem món ăn của cô ngày hôm nay nấu cho ba cô ăn nha. Rồi cô dắt con đi coi món ăn nha. rồi Đâu quý vị ơi, chúng ta cùng coi cái này món cái cò ăn. với cần cái cò với cần rồi chứ không Rồi, đâu cả cái nồi đó nồi gì? có gì hết canh Rồi, canh mớp hả? Rồi, bây giờ tới món nào? canh
Cho món thịt ta đâu quý chị ơi, thịt kho nè, mỡ nè, thịt kho canh mớp với mỡ. Còn con thấy mấy cái đó, cái nồi đó nồi gì nữa? Cũng là kho. Là kho luôn hả? Ừ. Dạ. Không có gì đó. Dạ. Rồi. 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 Bếp củi. À? Bếp củi đó cô nấu cái gì? Kiểu mình nấu đồ, nấu nước rồi. Nấu nước hả? Nấu nước trà cho ba uống hả? Ừ, nước tắm nữa. Dạ, đâu? Đi đi, cô đi đi nha. Đó, cái ấm đó cô bắt nước trà cho ba uống hả? Tiết kiệm phải không? Tiết kiệm ga phải không? Cái nào mình cần nấu cứng, nấu củi. Dạ. Ô, bé mèo chạy rồi. Da chai hả? Cô lụm da chai nữa hả? Chai mình uống cái bỏ đó. Còn thấy mấy cái nồi kìa, cái nồi đó cô có nấu gì không? Nồi để không thôi hả? Khoai môn đồ gì quá chừng. Dạ, bé mèo nè. Nè con thấy cải nè, cải này có ăn nữa không? Cải này có ăn không? Ăn, có cải chua. Cải chua hả? Ừ. Ăn có cô không đậy lại hả? Kiểu đó mấy cọng rồi mình không có đậy. Vậy yeah. Hả? Còn ở trong dĩa này, đâu cũng cô mì. Mở ra đi. Này cũng mì. Dạ. Yeah. Cũng mì. Mấy con gì nó bay quá nè. Yeah. Cái cải này cô không đậy là mấy con này nó lại á. Cái đó mình bỏ. Yeah. Bún này cô có ăn nữa không? Bún này mới. Mới hả? Ừ. Không có cuột lại đâu hả? Cái bún mình đậy ở đó, nó có gì ở trong bọc. Dạ. Yeah. Chứ có gì hết. Giờ con đi nữa hả? Dạ, đi lại thăm ông nè với thăm cô đó. Cô có vui không? Cũng vui. Cô rất vui hả? Chân đất tay bùn. Cô có bớt cơm cho ba ăn chưa? Chưa, ăn nãy mới ăn nãy. Vậy hả? Mỗi lần ba ăn cơm là cô đút hay là ba tự múc ăn? Tự múc ăn. Tự múc ăn hả? Ừ. Yeah. Cái giò của ông nó bị tật từ lúc nhỏ hay là mới đây thôi? Hồi nhỏ tới giờ. Hồi nhỏ. Để ra có tật. Dạ dạ dạ. Vậy là lúc ông sanh ra là nó bị quẹo vậy hả ông? Ừ. Ông có ước mơ điều gì không? Ước mơ điều gì hả? Nó mặn lấy lấy. Nấu cái gì cũng được lên. Dạ. Có cha trên đời, có mẹ trên đời là niềm vui lắm cô ạ. À. Ba của cô, cha đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà thấy ông vẫn khỏe là rất là vui cô he. Nhưng ông còn thấy ông sao ông khỏe, ông vui. Dạ. Cha ông mắc rồi, cái buồn. Dạ. Có cha là vui ạ. À. Khi mà tuổi già thì nó nổi đồi mồi lên và da nó khô lại. Mấy cái móng ông cũng bị hư rồi, nó đen thù lùi hết rồi. Yeah. Mấy cái móng nó đen thù lùi hết trơn rồi. Người con gái ở bên cha, chăm sóc cha. Dạ. Yeah. Cũng không có gia đình. Cô có ước mơ điều gì không? Hả? Có mà ăn được, có vui được. Cô thương ba nhiều không? Thương. Thương hả? Ông thương con gái nhiều không?
thương con đứa gái rồi đó. Dạ, ông thương nhiều lắm không? Dạ, con cũng thương lắm. Dạ. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trong đầu nguồn. Cha cho con nắm bàn tay, bàn tay dịu ngọt đêm ngày con mơ. Cha là bóng mát giữa đời, cha là điểm tựa bên đời của con. Cha là ánh sáng mây mờ, cho con đường rộng để đời con đi. Cha là tất cả cha ơi, ngàn năm con dẫn chọn đời yêu thương. Thấy không? Còn khỏe. Cũng rất là vui. Con mắt ông có mở to lên nữa được không? Mắt đại sao mở không? Chị hả? Dạ, mắt ông chỉ mở lên bao nhiêu thôi hả? Không có mở to ra nữa được đâu. Dạ. Rồi đến với ông, khi mà mùa xuân Tết đến lại về, thì có chị Thọ Lê ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng lúc nào cũng đong đầy cái tình cảm yêu thương, tấm lòng từ bi, trái tim bác ái, chia sẻ món quà tình thương với ông và con của ông. Nay dù chị Thọ có ở xa nửa vòng tròn trái đất, nhưng mà khi mà mùa xuân này, chị Thọ Lê xin gửi tặng cho ông món quà tình thương, đó chính là cái số tiền là 500.000. Dạ, con xin trao tặng món quà tình thương của chị Thọ Lê ở bên Mỹ á ông. Trao tặng quà tình thương cho ông hả? Đó, 500.000. À, cảm ơn. Thọ Lê, cảm ơn. Thọ Lê, cảm ơn lắm. Ông chúc cái gì cho chị Thọ Lê không? Chúc Thọ Lê có khỏe mà ăn đông được đó, vấn đề đó. Dạ. Yeah. Mà ăn đông được đó. Bằng đâu cũng được, không khỏe đó. Dạ, cô ơi, cô gửi lời gì cho chị Thọ Lê ở bên Mỹ không? Bây giờ con chúc Tết được ăn mạnh giỏi, ăn hết tài, cho ăn đụng đâu, ăn đâu đâu, mặn đó, cho ăn đều đạt đó. Đâu chơi thôi. Cảm ơn cô Lê. Em cô Lê, cô Lê. Nói vậy là chứ không có được nữa. Cảm ơn chị Lê, cảm ơn nhiều. Lê, cảm ơn. Vậy hả? Cái lưỡi của cô cũng bị hơi dính lại sao á. Dạ, thưa quý vị, thưa chị Thọ Lê à. Nên cô cũng không có lời ăn tiếng nói được nhiều à. Điều cho lắm. Thì một lần nữa em cũng xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng từ bi của chị Thọ Lê rất là nhiều, đã dành tặng cho người cha của cô cái số tiền 500.000, hồi hướng công đức lành cầu chúc cho chị Thọ Lê cùng với gia đình của chị muôn đời được bình an, nhiều sức khỏe. Hồi hướng công đức lành ngày hôm nay xin cầu chúc cho gia đình của chị Thọ Lê sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời hằng sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Dạ, hôm nay chị Thọ Lê tặng cho ông 500.000, ông vui không? Vui đó. Cô vui không cô? Vui. Vui hả? Con cũng chúc cho cô nhiều sức khỏe, bình an để chăm sóc người cha đã già nha cô. Dạ, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng. Cảm tạ công đức lành của chị Thọ Lê rất là nhiều. Dạ. Giờ dưới là cũng phát tài. Dạ. Rồi con xin được chào ông và chào cô nha. Nam Mô A Di Đà Phật.